Sau khi mà mình đã vẽ xong, bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt ra nhé. Mình cắt theo cái đường mà mình vừa vẽ thì mình sẽ được cái cánh hoa này. Đó. Cái thứ năm nhé. Cái thứ sáu này. Mình sẽ cắt toàn bộ cái phần cánh hoa này ra, sau đó thì mình sẽ dán lên cái phần hình tròn màu xanh nhé. Mình còn ở đây là 5 cái nữa nhỉ. Cái cuối cùng sau khi mà mình đã cắt xong thì mình sẽ dán lên cái phần giấy màu xanh này nhé, và mình sẽ bôi keo vào cái phần giữa này. Sẽ cắt thêm 1, 2, 3, 4 cái nữa. Mình còn 4 cái nữa, bây giờ mình sẽ cắt tương tự như là mấy cái ban đầu mình đã cắt nha. Cái thứ hai này. Mình còn 2 cái nữa nha. Cái thứ ba này.
bắt đầu dàn nhé. Đó, như vậy là mình đã dàn xong bông hoa màu cam như thế này. Ở đây mình có một cái hạt viên đính đá này, mình sẽ đính ở giữa để làm phần nhụy hoa nhé. Nếu mà các bạn không có viên đính đá thì mình có thể dùng bằng giấy cũng được nhé. Đó. Như vậy là mình đã làm xong cái tấm giấy bông hoa dán tường đơn giản như thế này rồi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.